Có khẩu đại bác nè, cột bườm, rương vàng, những đồng tiền vàng, cái này bằng mũ, sự kết lên. Pinky Garden. Tất cả quý vị khán giả rất là đón nhận và ủng hộ bài hát rất mới của nhạc sĩ Vương Anh Tú. Ca khúc được mang tên Mặc Định Anh Sai. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Lời đầu tiên thì kênh YouTube Khám Phá Cẩm Dương xin gửi lời chào và chúc sức khỏe đến toàn thể quý anh chị và tất cả các bạn nha. Hiện tại thì mình đang có mặt ngay tại Nova World Phan Thiết. Hiện tại bây giờ là 20 giờ 15 phút. Xin chia sẻ với quý anh chị và các bạn, đây là khu công viên nước Wonderland Park. Trong cái thời điểm này là người dân người ta nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Cho nên là bữa tối ngày hôm nay thì người dân và du khách người ta tập trung ở đây cũng khá là nhiều. Đồng thời là bữa tối ngày hôm nay vào lúc 21 giờ sẽ diễn ra cái chương trình bắn pháo hoa chào mừng đại lễ 30 tháng 4. Phía bên kia chính là khu trò chơi Circus Land nè. Để mình quay chỗ này chút xíu rồi mình qua bên đó ha. Có một số du khách cũng như là các bạn trẻ người ta đang chụp hình đây. Cái khu công viên nước này rất là rộng nha. Hồi trưa mình vào đây, vào trong đó thấy nó rộng lắm. Giá vé người lớn là 350.000. Đây là cái mô hình cánh bườm và những cái đây là những cái rương vàng nè. Khẩu thần công. Cái này người ta làm bằng gỗ ha. Có khẩu đại bác nè, cột bườm, rương vàng, những đồng tiền vàng, cái này bằng mũ, bánh bao đặc biệt thơm ngon này. Bây giờ thì mình sẽ đi qua cái khu trò chơi Circus Land nha. Tối hôm nay thì mình đi dạo lòng vòng chút xíu cho quý vị các bạn xem cái tình hình hoạt động du lịch ở đây cũng như là du khách người ta vui chơi ra sao. Bánh bao nóng hổi thơm ngon đây. Chút xíu nữa là sẽ diễn ra cái chương trình bắn pháo hoa chào mừng đại lễ. Hiện tại bây giờ là người dân cũng như là du khách người ta đang đổ về đây rất là đông đây. Bây giờ thì cũng còn sớm thôi. Ai mà có con cháu mà mình dắt vào đây nè. Dắt vào đây cho bé nó vui chơi.
sự kích lên. Vào đến đây thì mình chỉ ở được bên ngoài thôi. Còn nếu muốn vào bên trong chơi thì tới đây. Ở đây chúng ta mua vé này để dẫn bé vào chơi. Mấy bữa mình thấy chỗ này có mấy cái gian hàng trò chơi, bữa nay người ta đóng cửa, cái dịp lễ mà không có hoạt động ha. Let's fly. Cái vòng đu quay này ban đêm nó nhấp nháy đèn led rất là đẹp ha. Phía bên trong này chính là cái điểm để bắn pháo hoa đêm nay nè. Nguyên một cái dàn pháo đang sẵn sàng. Ở bên cái quảng trường Bikini Beach thì đang có chương trình ca nhạc. Hiện tại bây giờ thì mình thấy người dân cũng như là du khách người ta đang tập trung dần dần khá là đông đây. Dịp lễ mà mình thấy khu trò chơi Circuit Land này cũng khá là vắng khách nha.
Hướng này là hướng chúng ta đi ra bãi biển này. Hướng này là hướng đường Lạc Long Quân. Phía ngoài này là xe ô tô của du khách, người ta đậu một hàng dài luôn á. Giờ này là bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên rồi nè. Ở phía bên trong cái quảng trường kia là du khách, người ta tập trung rất là đông luôn để xem cái chương trình ca nhạc. Đây là cái khu Pinky Garden. Ở trong này là người ta bán cà phê, cốc chai, bánh, kem, trái cây. Toàn bộ là màu hồng luôn nha, rất là dễ thương. Buổi sáng hôm qua mình ghé vào đây mình thấy rất là đông luôn. Pinky Garden. Còn phía ngoài này chính là bãi tắm này. Buổi tối mình thấy ở ngoài bãi biển du khách người ta tập trung cũng khá là đông đây. Và đó không gió biển cho nó mát mẻ. Thời điểm này nóng nực quá. Tất cả quý vị khán giả rất là đón nhận và ủng hộ.
bài hát rất mới của nhạc sĩ Vương Anh Tú. Ca khúc được mang tên Mặc Định Anh Sai. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Xin cảm ơn rất nhiều. Dù em đến trước nhà, chẳng có ai đây cả. Anh ta chợt ôm lấy em. Giờ này là người dân cũng như là du khách bắt đầu tập trung về đây rất là đông luôn. Chỉ còn 20 phút nữa thôi là chương trình bắn pháo hoa chào mừng đại lễ 30 tháng 4 sẽ diễn ra. Đêm nay bên sân khấu có ca sĩ Ứng Hồng Phúc trình diễn ca nhạc. Bắt chúng ta mới được.